không cả đấy, cả nhà ông không vui giờ. Mẹ lại. Cái này là có tao đóng đủ gia đình luôn, cái này con tiện thể đây là nói luôn. Có video á. Nói chung là hôm bữa giờ con có cái coi như là hơi nóng xịn nè, con có hơi bệnh, nói chung là con xin lỗi ai người đó mới rồi. Không, xin lỗi là không rõ ràng, tại vì nếu mà trách con nhau thì không được. Con xin lỗi là. Con, nói chung là bây giờ con xin lỗi người ta thì nó biết, nhưng mà con nghe nói đông người đó, con qua con không nói được. Nhưng mà cái đấy là bây giờ mỗi người nhìn mùa Tết. Con thì cái này xin lỗi mẹ đi. Nhưng mà ý của nó là đây là không phải con cũng nóng, nhưng mà mẹ cũng phải có cái gì mẹ cũng nóng, hai người là nóng là không phải chuyện hết, không có làm được cái gì hết á. Thôi chí quá. Con đi đi chơi mà nặng này nhẹ không có được. Nghe ok. Ok chưa? Bây giờ. Rồi hát tặng mẹ, hát tặng cả gia đình luôn. Rồi. Hát này gì? Đâu đó, cả nhà nó nhau. Ba hương con thì con giống mẹ. Mẹ thương.